Girl From Nowhere, Cô Gái Đến Từ Hư Vô có lẽ là một trong những cái tên được giới mọt phim bàn tán nhiều nhất tháng năm này. Đây là bộ phim học đường Thái Lan mang nội dung bí ẩn, kinh dị do Netflix đầu tư sản xuất. Cô Gái Đến Từ Hư Vô phơi bày những vấn đề nhức nhối của xã hội như nạn bạo lực học đường, tình dục tuổi vị thành niên và cả bản chất của con người. Trong đó, cô nàng Nanno, con gái của quỷ thần với năng lực siêu nhiên, sẽ thúc đẩy bản chất xấu xa trong mỗi con người bộc lộ ra và buộc họ phải trả giá cho điều đó. Sau thành công vang dội của mùa 1 vào năm 2018, cuối cùng thì phần 2 của phim cũng đã chính thức được tung ra và nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Chỉ sau ít ngày công chiếu, Cô Gái Đến Từ Hư Vô mùa 2 đã nhanh chóng leo lên vị trí 2 trong top phim được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam. Cùng với sự thành công của phim, nữ diễn viên đảm nhận vai chính Nanno cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Từ những khán giả đã biết đến Kitty từ mùa 1 đến những khán giả chỉ vừa xem phim gần đây, Kitty đều chinh phục thành công mọi người bởi khả năng diễn xuất ấn tượng của mình. So với cô nàng Nanno bí ẩn và đáng sợ trong phim, Kitty ở ngoài đời lại là một nữ diễn viên vô cùng cá tính, đã có hơn 10 năm hoạt động trong nghề với những thành tích siêu khủng và đời tư vô cùng rối ren. Ý nghĩa đằng sau cái tên Kitty của Chicha Amatayakul. Trong chương trình Love God English Room của Thái Lan, Chicha Amatayakul đã chia sẻ một câu chuyện khá thú vị về cái tên Kitty của mình. Theo đó, Kitty vốn không chỉ là nghệ danh mà còn là một phần tên khai sinh do chính cha cô đặt. Cụ thể, vào thời điểm mẹ mang thai và sinh Chicha Amatayakul, bố cô đang ở Nhật Bản. Khi bay về đoàn tụ cùng vợ con, ông ấy đã suy nghĩ về việc chuẩn bị một món quà cho con gái. Vì lúc đó Hello Kitty đang rất nổi tiếng nên ông đã nghĩ rằng đó có thể sẽ là một cái tên đẹp cho một cô gái. Từ đó, cái tên Kitty Chicha Amatayakul đã gắn liền với cô. Ricky chính hiệu với bộ não thiên tài. Sinh ra trong một gia đình thuộc hàng khá giả ở Bangkok, ngay từ nhỏ, Kitty đã được ba mẹ gửi vào học tại trường New International School of Thailand, là một ngôi trường quốc tế hàng đầu tại xứ Chùa Vàng, với mức học phí vô cùng đắt đỏ, hội tụ toàn dân nhà giàu. Năm 15 tuổi, Kitty đã hoàn thành chương trình học International General Certificate of Secondary Educational của trường Chitalada, đồng nghĩa với việc cô đã tốt nghiệp cấp 3 và hoàn toàn có thể theo học đại học ở tuổi 15. Sẵn máu nghệ thuật từ bé, nhưng Kitty lại bắt đầu theo học quản trị kinh doanh của Đại học Assumption và sau đó chuyển sang khoa luật thuộc Đại học Ramkhamhaeng. Vốn học trong môi trường quốc tế từ bé nên quá trình theo học đại học, Kitty đã gặp không ít vấn đề trong việc giao tiếp với bạn bè, thậm chí còn bị trêu chọc vì trình độ tiếng Thái kém của mình. Dù vậy, với sự thông minh, ham học hỏi và sự tự tin, Kitty sớm hoạt động với bạn bè cũng như nhanh chóng hoàn thành chương trình đại học khi chỉ mới 18 tuổi, độ tuổi mà bạn bè đồng trang lứa chỉ mới tốt nghiệp cấp 3. Mỹ nữ đa di năng. Nền tảng gia đình vững chắc dĩ nhiên là một bước đệm hoàn toàn cho sự nghiệp lao động nghệ thuật của Kitty, nhưng không thể phủ nhận chính năng lực nổi trội đã giúp Kitty trụ vững trong ngành giải trí Thái từ những ngày tháng còn đi học. Năm 17 tuổi, khi đang là một sinh viên đại học, Kitty đã chính thức ra mắt khán giả với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ Kiss Me 5. Thời gian hoạt động không nhiều, nhưng Kiss Me 5 đã nhận được sự chú ý với hàng loạt ca khúc đình đám. Sau khi Kiss Me 5 tan rã, Kitty tiếp tục hoạt động trong giới giải trí, nhưng là với vai trò người mẫu và diễn viên. Năm 2016 đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Kitty khi MV Unnecessary Person của nhóm nhạc Getsnova với sự diễn xuất của cô gây được tiếng vang lớn. Có thể nói, Kitty là nữ diễn viên rất mát tay khi các dự án mà cô tham gia đều tạo được tiếng vang lớn. Vẻ ngoài cuốn hút, thần thái lạnh lùng cùng nét diễn xuất cực kỳ tự nhiên của Kitty nhanh chóng được chú ý và những lời mời casting đến từ các nhà sản xuất phim lớn cũng liên tục đến với Kitty. Kitty góp mặt trong khá nhiều dự án phim đình đám, tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự được chú ý mạnh mẽ khi đảm nhận vai chính trong series phim Girl From Nowhere. Ra mắt lần đầu tiên năm 2018, vai diễn này đã khiến cái tên Kitty vừa ra khỏi biên giới Thái Lan để trở thành một trong số những nữ diễn viên xứ Chùa Vàng ăn khách nhất châu Á. Tuy nhiên, suốt từ năm 2018 đến nay, ngoài vai diễn Nanno, những vai diễn khác của Kitty đều không tạo được tiếng vang quá lớn. Năm 2020, Kitty có bước chuyển mình mạnh mẽ với bộ phim truyền hình Daughter. Bộ phim kể về 5 thiếu niên xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình bỏ rơi và vướng vào nhiều vấn đề khác nhau như kỳ thị đồng tính, mại dâm, nghiện ma túy. Một ngày nọ, cả 5 người quyết định bỏ trốn, cùng nhau tụ tập dưới một mái nhà và sử dụng chất kích thích để xoa dịu nỗi đau của chính mình. Nội dung đầy tính hiện thực và khiến Daughter trở thành bộ phim nặng nề với giới trẻ và cũng khá kén người xem. Nhưng với những ai có thể chịu đựng được những điều đó, bạn sẽ thấy đây là bộ phim rất đáng xem bởi cốt truyện không có lỗ hổng nào. Đặc biệt, diễn xuất của dàn diễn viên bao gồm cả Kitty cũng là điều khiến người xem không ngừng cảm thán. Năm 2021, khán giả tiếp tục gặp lại Kitty trong mùa 2 của series phim Cô Gái Đến Từ Hư Vô. Trong mùa 2 này, cô nàng Nanno trở nên thông minh và danh mãnh hơn khi dẫn dụ những kẻ xấu vào trong cái bẫy của mình. Vì vậy nên, khán giả càng thêm mong đợi vào sự trở lại của Chichi Amatayakul. Bên cạnh vai trò diễn viên, Kitty cho biết mình cũng có một chút kinh nghiệm trong việc viết kịch. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đang tập viết kịch bản song song với diễn xuất và hy vọng sẽ sớm có tác phẩm đầu tiên. Sự nghiệp thăng hoa, tình duyên trắc trở. Bên cạnh sự nghiệp, chuyện yêu đương của Kitty cũng được rất nhiều khán giả quan tâm. Khi cô liên tục gặp phải những vấn đề trong chuyện tình cảm, vốn là người cá tính nên cô nàng Kitty cũng rất thoải mái khi chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Tuy nhiên, dù những mối tình của cô luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả, nhưng tất cả đều nhận được kết quả chẳng tới đâu. Vấn đề đầu tiên cũng là điều khiến Kitty bị tẩy chay một thời gian dài, là chuyện tình của cô với ca sĩ Ten Chakri, La Bunrang. Nhiều người cho rằng cô là tiểu tam khiến Ten chia tay với bạn gái cũ. Thực hư không biết ra sao, nhưng một thời gian sau đó, hai người cũng chia tay. Kitty bén duyên với diễn viên Navin Naoya Fonku, nhưng một lần nữa tình yêu của họ lại chết yểu. Hiện tại, nam diễn viên Navin cũng đã lập gia đình. Trải qua hai mối tình đau lòng, tưởng chừng Kitty sẽ khó mở lòng để bắt đầu mối quan hệ mới. Nhưng sau đó, cô bén duyên với nam ca sĩ Prakan khi cả hai hợp tác cùng nhau trong MV Unnecessary Person. Cũng như hai mối tình trước, Kitty và Prakan hẹn hò không bao lâu rồi cũng chia tay. Nam ca sĩ giờ đây đã kết hôn và lên chức bố. Sau 3 lần yêu đương thất bại, Kitty bỗng dưng đổi hệ sang yêu Jim Chaya Thanut, một người mẫu nữ. Chuyện tình ngọt ngào này nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cặp đôi cũng liên tục làm náo loạn mạng xã hội với những khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên, ngọt ngào cũng chẳng được bao lâu, một lần nữa lại chia tay. Kitty tưởng đâu đã tìm được giới tính thật của mình, nhưng cuối cùng lại yêu say đắm nam thần The Face Men Thailand, Gun Sorawit. Cô tiết lộ hai người yêu nhau ở thời điểm cô quay Girl From Nowhere 1. Khi ấy cô làm việc đến kiệt sức và phải nhập viện và chính Gun đã ở bên cô. Chính sự quan tâm chân thành của Gun đã làm Kitty cảm động. Cô có thể mở lại lòng mình sau những mối tình chóng vánh trước đó. Hiện tại, cả hai vẫn hẹn hò vô cùng hạnh phúc, khiến người hâm mộ cảm thấy có thể phần nào an tâm.